Kính chào bà con nông dân và các bạn đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động với những tin tức nông nghiệp nổi bật hàng ngày. Nếu bỏ lỡ khung thời gian phát sóng, bà con có thể xem lại trên fanpage Truyền hình Lâm Đồng hoặc kênh YouTube Lâm Đồng TV. Còn bây giờ hãy cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý ngay sau đây. Cà phê Đà Lạt sẽ được xuất Nhật sau cuộc thi tuyển chọn chất lượng cà phê, đưa cà phê Việt Nam trở lên tiêu chuẩn quốc tế. Mở rộng đối tượng được sử dụng thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Hot trend gỏi gà măng cục trên mạng xã hội khiến măng cục xanh trở nên hút hàng. Nông dân làng Yên Thành, Đại Đờn, Lâm Hà nuôi tầm nhàn tinh, mỗi tháng bỏ túi vài chục triệu đồng. Thưa bà con, mới đây tập đoàn UCC kết hợp cùng công ty cà phê Lạ Việt tổ chức cuộc thi tuyển chọn chất lượng cà phê lần thứ 9 tại Đà Lạt. Có 30 nông hộ trồng cà phê Arabica trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã tham gia với các tiêu chí đánh giá khắt khe. Các tiêu chuẩn này được tổng hợp từ các cuộc thi trên khắp thế giới để kiểm tra và tìm ra chất lượng cà phê tốt nhất. Cuộc thi tuyển chọn chất lượng cà phê sẽ thúc đẩy trao đổi trong cộng đồng địa phương và mở rộng cơ hội về các thông số có thể đo lường được cho nguồn cung cấp cà phê thô của các nông hộ trong quá trình canh tác và phân loại. Cuộc thi tuyển chọn chất lượng cà phê của UCC Group tại Việt Nam lần thứ 9 với sự tham gia của ban giám khảo đến từ nhiều quốc gia như Nhật Bản, Mỹ, Việt Nam. Họ là những chuyên gia pha chế cà phê hàng đầu thế giới và có đủ kinh nghiệm để đánh giá chất lượng cà phê Việt Nam dựa trên các tiêu chuẩn từ các cuộc thi cà phê thế giới. Vì vậy, những người đạt giải thưởng là những người có cà phê đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thông qua cuộc thi này nhằm nâng cao chất lượng cà phê, tạo cơ hội tiêu thụ nhiều hơn và thu nhập cho người nông dân cũng tăng lên. Với 23 mẫu cà phê của 30 nông hộ tham gia, ban tổ chức đã chọn ra 8 mẫu đạt chất lượng cao nhất vào vòng chung kết. Qua tuyển lựa tỉ mỉ, giải nhất cuộc thi năm 2023 thuộc về nhà nông Phạm Ngọc Tuấn ở xã Tràm Hành, thành phố Đà Lạt với giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Các giải nhất, nhì, ba và 5 giải khuyến khích được trao cho các thành viên còn lại. Ngoài giải thưởng tiền mặt, những nông hộ đạt giải sẽ được UCC bao tiêu toàn bộ đầu ra sản phẩm làm ra để phục vụ xuất khẩu. Cũng trong khuôn khổ cuộc thi tuyển chọn cà phê của UCC Group tại Việt Nam vừa qua, đã diễn ra buổi chia sẻ về phương pháp chế biến để chất lượng cà phê Lâm Đồng được nâng cao. Diễn giả chương trình là anh Nguyễn Cảnh Hưng, chuyên gia cà phê cùng với hàng trăm nông hộ trồng cà phê đến từ các vùng trồng cà phê trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng. Tại buổi tọa đàm này, chuyên gia cà phê anh Nguyễn Cảnh Hưng đã chia sẻ với bà con nông dân những phương pháp chế biến cà phê khác nhau, từ chế biến khô đến chế biến ướt, nhiệt độ thích hợp cho vi sinh vật phát triển trong quá trình sơ chế cà phê nhân xanh. Các phương pháp hiếu khí là gì, yếm khí là gì? Đặc biệt, chuyên gia Nguyễn Cảnh Hưng nhấn mạnh về kỹ thuật chế biến cà phê mới hiện nay. Trước đây, bà con nông dân thường phơi, sấy cà phê ở nhiệt độ cao và khô trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 ngày. Điều này sẽ tiêu diệt mầm sống nhân cà phê, giảm chất lượng cà phê. Phương pháp mới là nhiệt độ không quá 45 độ và thời gian phơi phải kéo dài lên đến 15 ngày. Trong khuôn khổ tọa đàm, bà con nông dân cũng đã đặt nhiều câu hỏi cho chuyên gia, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trồng cà phê để cùng nhau tạo dựng được vùng trồng cà phê chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng năm 2017 áp dụng cho 4 sản phẩm đặc thù của địa phương gồm rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch cà nông. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất mở rộng sản phẩm của thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành đối với hồng ăn quả và các sản phẩm từ quả hồng, dâu tây và các sản phẩm từ quả dâu tây, atiso và các sản phẩm từ atiso, đông trùng hạ thảo tươi khô và các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo, nấm linh chi tươi khô và các sản phẩm từ nấm linh chi, trà ô long. Nhóm sản phẩm sau khi mở rộng sản phẩm của thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành gồm rau nấu chín, rau được làm khô, rau được bảo quản, rau củ nấu chín, rau củ được làm khô, rau củ được bảo quản, rau củ đông lạnh, rau quả nấu chín, rau quả được làm khô, rau quả được bảo quản, rau quả đông lạnh, quả được bảo quản đông lạnh làm khô hoặc nấu chín. Nấm đã được bảo quản như linh chi và đông trùng hạ thảo, cà phê Arabica hạt và cà phê Arabica rang xay, chè, trà từ atiso, rau tươi, rau củ tươi, rau quả tươi, thảo mộc tươi, hoa tươi, nấm tươi, linh chi và đông trùng hạ thảo. Cuối cùng là nhóm 39, du lịch cà nông. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao các sở liên quan, ban quản lý thương hiệu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để đăng ký bảo hộ lại nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành với Cục Sở hữu trí tuệ,
xây dựng tiêu chí chất lượng để chứng nhận và các phương pháp đánh giá của sản phẩm được mở rộng, điều chỉnh bổ sung tiêu chí chất lượng để chứng nhận và các phương pháp đánh giá sản phẩm du lịch cành nồng. Qua đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt mới đây, quá trình phát triển nông nghiệp nói chung, nông nghiệp công nghệ cao nói riêng của thành phố Đà Lạt đã đạt được những thành tựu đáng kể. Thống kê đến đầu tháng 5 năm 2023, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Lạt, giá trị thu hoạch bình quân đạt 470 triệu đồng một hectare một năm, tăng 117,5% so với năm 2020. Tính chung, toàn thành phố Đà Lạt hiện đạt 7.050 hectare diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm 67% diện tích canh tác. Trong đó có 8 doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, 2 làng hoa truyền thống nông nghiệp công nghệ cao, 2 doanh nghiệp được chứng nhận sản xuất theo quy trình hữu cơ. Giai đoạn 2030-2023, toàn thành phố Đà Lạt thành lập mới 15 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp lên 64, phát triển 52 chuỗi liên kết giá trị khép kín từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất. Phối hợp tổ chức các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia diễn đàn, hội chợ, hình thành 2 điểm giới thiệu và bán hàng sản phẩm OCOP trên địa bàn. Sản lượng bưởi Việt Nam lên đến hơn 1,1 triệu tấn mỗi năm. Song thời điểm này trên thị trường, giá bưởi tăng mạnh, có loại đã tăng gấp đôi. Theo quy luật cung cầu, khi nguồn cung khan hiếm, các doanh nghiệp lại gom mua để xuất khẩu lượng lớn nên giá vọt tăng. Giá bưởi da xanh tăng mạnh gần đây, trong đó hàng size VIP trọng lượng 1,3 đến 1,5 kg một quả, có giá là 70.000 đồng một quả, còn size từ 1 đến 1,2 kg, giá là 55.000 đồng một quả. Song trước đây, một thời gian dài, giá loại đặc sản này nằm ở mức thấp. Một doanh nghiệp xuất khẩu bưởi cho hay, sản lượng bưởi thu hoạch được trong quý 2 thấp hơn nhiều so với các quý còn lại trong năm. Trong khi đó, thời điểm này, xuất khẩu bưởi sang các thị trường khác như Mỹ, Trung Quốc rất thuận lợi, nên giá bưởi da xanh tăng mạnh. Không biết Xuân Lâm có theo dõi mạng xã hội những ngày gần đây không với một món ăn từ trái cây đang rất hot hiện nay? Kiều Anh muốn nhắc đến món ăn gỏi gà măng cục đúng không? Vâng, chính xác rồi đó ạ. Từ Facebook đến TikTok hay là YouTube khắp nơi thì mọi người đều thấy chia sẻ với nhau về món ăn đang gây sốt này. Thậm chí có nhiều người còn đùa rằng năm nay là năm tam tai của măng cục đó Xuân Lâm. Vâng, lo lắng không còn măng cục chín mà ăn. Hay còn nói đùa vui là đến con gà cũng gặp hàng vì món gỏi gà măng cục. Thế nhưng đây lại là một cách tiêu thụ nông sản khá hiệu quả. Cơn sốt gỏi gà măng cục vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người người, nhà nhà bàn tán về những chủ đề liên quan đến món đặc sản trứ danh miền Đông Nam Bộ này. Trên khắp các diễn đàn, khắp nơi đều thấy nhà nhà đổ xô săn lùng măng cục xanh vì là nguyên liệu chính trong món gỏi gà đang gây sốt. Với độ hot như hiện tại, giá măng cục xanh được ví đắt như vàng. Mỗi ký ruột măng cục xanh có giá dao động từ 450.000 đồng, có thời điểm được rao bán lên đến 650.000 đồng một ký. Măng cục còn vỏ được bán với giá từ 80.000 đồng một ký. Nhiều người lo ngại rằng với tốc độ ăn của dân mạng hiện nay thì năm nay sẽ chẳng còn măng cục chín mà ăn. Tuy nhiên qua tìm hiểu được biết loại măng cục được hái làm gỏi gà là những trái măng cục đã đạt độ già nhất định, đảm bảo thu hoạch và thường được hái ở những cây măng cục còn tơ. Bà con hái tỉa bớt, đồng thời có thêm thu nhập từ măng cục xanh vì giá khá cao. Đây cũng là cách tiêu thụ nông sản khá thông minh, thậm chí có người còn nói vui rằng măng cục sắp tới sẽ được liệt vào họ rau thay vì họ trái. Thế nhưng dù nói gì đi chăng nữa thì gỏi gà măng cục là món ăn có hương vị mà ai đã thưởng thức đều phải tấm tắc khen ngon. Ăn măng cục chín ngon một phần thì măng cục xanh trộn gỏi gà ngon gấp 10 lần. Ăn vừa giòn vừa ngọt lại không chát một chút nào ạ. Và bà con cũng đừng quên là hết mùa măng cục miền Đông hay miền Tây Nam Bộ thì vào tháng 8 hàng năm chúng ta còn có mùa măng cục Bảo Lộc đã oai các tỉnh Lâm Đồng nên chắc chắn là chúng ta sẽ vẫn có măng cục chín để ăn đó ạ. Thưa bà con và các bạn, trồng dâu nuôi tằm đã trở thành nghề làm giàu cho nhiều nông hộ ở Lâm Đồng. Ngoài thủ phủ dâu tằm tơ Bảo Lộc thì Lâm Hà cũng dần trở thành thủ phủ dâu tằm tơ thứ hai của Lâm Đồng với diện tích lớn, chất lượng cán tằm hàng đầu và luôn được thu mua ở mức giá cao nhất. Phần cuối chương trình ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với một thôn nhỏ với kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm khá đặc biệt với năng suất rất cao. Bà con nông dân ở thôn Yên Thành, xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà đã làm dâu với cây dâu con tằm như thế nào? Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Ông Trần Khắc Thiện, chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Yên Thành, xã Đà Đờn đang tất bật lên né tằm chuẩn bị thu hoạch. Nhà ông có 7 sào dâu phục vụ cho việc nuôi tằm và với 7 sào dâu này, ông có thể nuôi 3 hộp tằm một tháng. Điều khác biệt là cách làm của bà con Yên Thành là không hái dâu lá mà chặt dâu cành và 100% nuôi trên sàn nhà. Theo ông Thiện chia sẻ,
Do diện tích canh tác lớn, các nhà nuôi tầm cũng được xây dựng rộng rãi, nên bà con thực hiện cách nuôi này khá hiệu quả. Cây dâu sau khi đốn gốc cho tầm ăn khoảng 2 tháng sẽ mọc lại. Với diện tích lớn, bà con hoàn toàn có thể đủ để nuôi tầm hiệu quả. Với cách làm này, bà con khá nhàn, chỉ cần một công đốn dâu là đủ cho tầm ăn cả ngày. Thời gian còn lại dành cho làm việc khác. Hình như là cái nghề dâu tầm này là bây giờ đứng còn đứng đầu đối với bà con. Thứ nhất là có tiền, trong hàng tháng là có tiền ngay để tiêu. Thứ hai là cũng để tạo điều kiện cho một số bà con hình như là không ngồi không được. Bà con ở đây là chỉ biết ra vườn và ra vườn thôi, chứ còn không thể ngồi không được. Cho nên là tạo một số công ăn việc làm. Đặc biệt là ở đây thì có cái mương thủy lợi đi qua, nó tiện lợi cho bà con là tưới dâu. Nên ở đây bà con nuôi tầm nó nhàn hơn ở dưới đó. Ví như một người nó có thể họ nuôi được 2 hộp tầm thôi. Ví như sáng mai chỉ tranh thủ bứt khoảng 10 cục dâu là vào để làm việc khác. Chiều tối tranh thủ ít cục nữa là qua một ngày. Chứ không phải là ngày nào khi nào đứng giữa. Cho nên là bà con ở đây nuôi tầm nó khỏe hơn các nơi nhiều. Trong gia đình chị Trần Thị Lý ở thôn Yên Thành đang có 2 lứa tầm nuôi theo kiểu gối đầu. Một lứa tầm ăn 6 chuẩn bị lên né, lứa còn lại tầm mới bắt về đang ở tuổi 4. Tầm con rất nhỏ. Chị Lý cho biết giống như các hộ trong thôn, chị nuôi trực tiếp tầm trên nền xi măng, vùng thành đống trên tấm bạc nhựa. Làm thế này chỉ cần phủ cành dâu lên trên đống tầm, tầm ăn no sẽ chìm xuống dưới, tầm chưa ăn thì trèo lên ăn dâu. Vì dâu không hái lá, không quét nhà tầm, không hút phân nên người Yên Thành nuôi tầm khá nhàn. Như nhà chị Trần Thị Lý, dù nuôi từ 1 đến 2 hộp tầm một tháng, nhưng chỉ cần một mình chị là đủ sức hái dâu chăn tầm, không cần người giúp đỡ. Thì nhà chị vùng này thì là cậy không học theo phía ngoài là người ta tuột lạ. Đấy thấy hào công. Còn đấy thì thấy là lúc đầu cũng thử nhưng mà thấy cái cùng băng nhau à. Nhưng mà cái này thì lời công. Cái mà mình nuôi bật ngang này thì nó lời công. Mà cũng không nuôi dàn nuôi khê gì, nó thấy nó lồm cồm. Khó giòn giữa cũng nó mất công. Nó vượng vị quá. Cứ nuôi thả ở nhà rồi là lúc khi nó cứ ăn hết thì mình rắc vôi một lần. Cứ ăn nó ăn trắng hết rồi cứ rắc vôi một lần. Rồi là sau đó lại cho đến lúc thu hoạch cái giòn phấn, cắt cồi ủ làm phấn luôn. Với cách nuôi tầm như thế, sau khi tầm lên né, bà con gom cả phân tầm, gốc dâu, cành dâu còn sót lại, bỏ vào máy, xay kỹ, làm thành một loại phân hữu cơ và mang bỏ lại cho vườn dâu. Bởi vậy, dâu Yên Thành được thường xuyên chăm bón bằng thứ phân hữu cơ sạch, tốt cho dâu, tăng độ phì nhiêu cho đất. Hội nông dân phối hợp với khuyến nông, với trung tâm nông nghiệp, hàng năm đều tổ chức tập huấn trồng dâu, chăm sóc nuôi cây dâu, rồi nuôi tầm. Cứ một năm là hai đợt để tổ chức tập huấn. Hiện toàn thôn Yên Thành có 190 nông hộ, trong đó có trên 60% số hộ nuôi tầm. Điều đặc biệt là áp dụng kỹ thuật nuôi tầm chất đống, hái dâu tận gốc thì năng suất tầm của người Yên Thành khá cao, trung bình là 60 kg kén một hộp, cao hơn từ 5 đến 10 kg một hộp so với nhiều vùng tầm khác. Toàn xã Đà Đờn có 120 hectare dâu thì thôn Yên Thành chiếm hơn 50% diện tích. Bà con làm việc rất chăm chỉ, đoàn kết, tập hợp thành chi hội nghề nghiệp trồng dâu nuôi tầm để hỗ trợ kỹ thuật, giống dâu cũng như chia sẻ nguồn tầm con, nguồn tiêu thụ. Người Yên Thành no ấm từ cây dâu con tầm, gắn bó với nghề xưa, phát triển thêm nhiều kỹ thuật canh tác phù hợp với vùng đất quê mới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Quý khán giả và bà con muốn chia sẻ thông tin với chúng tôi xin gửi email về địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số điện thoại quen thuộc 02633 829930. Vâng, còn đến đây thì Xuân Long và Kiều Anh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con và các bạn vào các chương trình sau.